thì ổng sống tới nè, con đây cái bảng tên bên tay phải nè, thì ví dụ người ta nhìn đàng hoàng đi, không nhìn nhìn sát mà cúi sát mặt ngay đó, nó rất là nhạy cảm luôn. Thì bà là người Bắc, bà rất khó, khó từ cái kẻ anh kẻ nói và khó từ những cái câu hỏi mà gần như là Thanh không thể nào, trong lúc đó Thanh quá nhỏ để mà có thể mà chịu được những cái chuyện đó. Thật ra hơi buồn tí là bà con rất thích chương trình Vợ Chồng Son, cứ tối nào cũng sẽ mở lên xem là bà con vừa mất. Ủa, bà dạ. Mới mất? Dạ, bà mất rồi. Mà cho tới thời điểm con làm con dâu á và con sinh em bé thì con mới biết là mình may mắn khi có bà. Bởi vì bà thương con hơn cả cách người mẹ thương con nữa. Sau này con mới hiểu là thì ra bà không khó đâu, mà chẳng qua là cái cách giao tiếp của hai bên á nó chưa ai hiểu ai thôi. Đúng rồi. Đó. Cái bà con với em luôn á. Rồi, xin chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Ủa bạn là người Việt Nam hay người nước ngoài? Dạ con là người Việt ạ. Hai con người, dạ, Việt. Người Việt ạ. Dạ. Rồi, mời hai con giới thiệu về mình. Dạ, đầu tiên cho con xin gửi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận và tất cả các khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son ạ. Con là Phan Mỹ Thanh và hiện con đang là một bà mẹ bỉm của em bé 2 tuổi. Con làm nghề kinh doanh và hiện tại cũng là một creator sáng tạo nội dung trên kênh nền tảng TikTok về mảng mẹ và bé. Con chào cô chú, con chào các bạn khán giả xem đài. Họ tên của con tiếng Việt là Nguyễn Quân, nhưng mà trên thị trường hiện tại bây giờ thì anh em hay gọi bằng cái tên quốc tế là Johnny. Johnny. Dạ, dạ. Con đang làm công việc về kinh doanh. Yeah. Kinh doanh. Dạ. Kinh doanh về cái gì? Con làm về vải jean. Vải jean. Vải jean. Dạ. Vải jean. Dạ. Hai vợ chồng trước đây coi như là có nhớ là cái lần đầu tiên mình gặp nhau là ở đâu không nè? Mới có 6 năm làm gì nhớ? Không, nhiều khi gặp trước rồi sao chị? Đó. Có ấn tượng với cô gái xinh đẹp này không? Cho con kể tí. Là lúc đó con mới về nước. Chân ướt chân ráo. Dạ. Trước là con ở đâu? Con là ở Seattle. À, Seattle. Dạ. Thì cũng đoàn tụ gia đình. Con ở với đó với mẹ. Rồi về đây với lại hai bên nội ngoại cũng không có ở chung. Thì về mới vô cái quẹo vô cái trường Hutech. Cũng chỉ đơn giản là một cái chuyến đi chơi thôi. Thì mới thấy mặt cô bé này trên cái banner nhà trường. Dạ. Thì không, thật sự con cũng không biết là lúc đó cổ làm cái vai trò gì. Nhưng mà thật sự ra thì xét đánh là có thiệt. Dạ. Không biết sao con mới vô cái phòng học vụ. Tại vì cái banner đó là nó ngay trước cổng của phòng học vụ luôn. Là cái nơi mà đăng ký, thì bây giờ mình vô trong đó mình đâu có nghĩ tới cái chuyện mà đi học đâu. Thật sự nó không hề nghĩ. Vì cái cô gái đó mà tự nhiên cái mình đi sắn vô đó. Cái topic duy nhất mà có khả năng nói chuyện với những người đó là về cái vấn đề đăng ký học. Thì buộc lòng thôi kệ, lỡ rồi đăng ký học luôn. Thì đúng là từ đó là bắt đầu cái mối lương duyên. Đó là lần đầu tiên mà cô nghe có một chuyện một con người mà bị cái tấm hình nó quýnh đó. Quýnh mà quýnh xét luôn á. Quýnh xét là sẵn tiên xét ái tình mà bằng tấm hình thôi. Mà cũng hên đó chị, là người mẫu của trường đó. Chứ này là mà người mẫu mà mình thuê ngoài biết sao gặp. Làm mất mấy năm đi học luôn. Dạ, đúng rồi. Không biết sao giờ. Dạ. Đúng hên đúng không? Đó, rồi cái lần đầu mà con gặp anh này con có ấn tượng gì về ảnh không? Con thì ngược lại là con hoàn toàn không có ấn tượng gì hết. Tại vì do là bên đây là người cố tình. Cố tình để ý cho nên là mặt ổng rất là im. Ổng vô, ổng thấy con là ổng cũng im lặng một khoảng thời gian luôn. Ổng cũng đi học. Tới một thời gian đó thì các bạn cùng làm với con có nói là chị ơi, có một cái anh này ảnh xin thời gian làm việc của chị. Con mới nói, ủa đi học thôi xin thời gian làm việc của chị làm gì? Thì các bạn mới nói là em cũng không biết, nhưng mà cái anh lông lá ấy. Diễn tả ổng thành cái anh lông lá là con tự nhiên con nhớ ngay. Tại vì duy nhất trong cái khóa học đó có một mình ổng là nhìn kỳ nhất là lông lá. Dạ. Nhìn rất là kỳ. Thì con mới nói à chắc là hỏi con để là hỏi về vấn đề học hay như thế nào. Thì con mới nói thôi để đó để chị gặp anh sau. Thì con cũng nghĩ là bình thường cho tới khi cái ngày mà chạm mặt nhau á. Tự nhiên con đang bưng nước cho thầy. Tại vì con hay phải bưng trà nước lên cho thầy vào đầu giờ á. Thì ổng sống tới nè, con đeo cái bảng tên bên tay phải nè. Thì ví dụ người ta nhìn đàng hoàng đi, không nhìn nhìn sát mà cúi sát mặt ngay đó, nó rất là nhạy cảm luôn. Con kiểu gì vậy cha? Cha này kỳ ghê luôn, với lại con thấy không có được an toàn á. Nói chung là lúc đó con nghĩ trong đầu như bị biến thái. Hay vậy là anh nhìn tên con đúng không? Dạ, nhưng mà rất là xấu sổ cô. Rồi khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là sau nữa đâu các sau nữa tiếp theo là sao? Dạ thì sau đó là cũng mèo đuổi chuột một khoảng thời gian khoảng một tuần á. Thì bị con bị ép như thế luôn là đi thẳng vô cái phòng làm việc của con hỏi là cho số điện thoại. Bây giờ không có hỏi tên hỏi gì nữa, hỏi thẳng số điện thoại. Thì lúc đó xui cho con sao con có hai số điện thoại, một số để làm việc và một số chính thức. Thì con hay cho học viên là số làm việc, mà xui cho con là bữa đó là con đổi sim. Cho nên con không nhớ được cái số mới nhất của mình một. Mà bây giờ đứng cả 3 phút đến 5 phút đồng hồ mà không cho người ta được cái số thì mới hỏi con là ủa có cái số điện thoại thôi cũng không nhớ luôn à. Là bây giờ có nhớ ra chưa để cho. Thì cuối cùng con mới thôi kệ bấm bụng cho đại cái số chính gốc của mình. Thì thành ra mới có câu chuyện là liên hệ với nhau thường xuyên qua điện thoại. Thì cái kế hoạch mà con tấn công cô giáo này và con cô dính cổ là có lâu không? Thật sự là cái thời gian á, tại vì lúc đó nó trong cái giai đoạn yêu đương á,
Cho nên đôi khi mình yêu quá, mình feel quá, mình quên luôn cái thời gian. Cho nên nói về đúng cái khoảng mốc thời gian mà lâu hay không lâu thì con không nhớ. Nhưng mà cái quá trình nó diễn ra, con chỉ có nhớ cái mục tiêu duy nhất lúc đó của con. Lúc bấy giờ là gần như là những cái cô khác là con không nhớ gì tới hết á. Mà con chỉ có muốn là đưa cô bé này đi tới những cái chuyện quả mà hẹn hò nó rất là basic. Là đi uống trà chanh, rồi đi xem phim, rồi đi ăn tối. Chỉ là những cái enjoy rất là đơn giản như vậy thôi. Thì cứ thực sự ra lúc đó cổ cũng có nói, có một thời gian về sau cổ cũng có nói là sao anh cứ sấn tới em hoài, dạng như vậy. Kiểu là sấn quá rồi thì con có bị một chị là làm cái chương trình học của anh này, là giám đốc chương trình. Tự nhiên chị mới nhắn cho con là em làm sao làm học viên mà nghĩ là em chết với chị. Thế là con phải trả lời tin nhắn. Nói chung là con giữ cái mối liên kết giao tiếp thông thường thôi. Nhưng mà cứ sấn đi chơi hoài thì con nhớ cũng lâu, cũng khá là lâu, thì con mới chấp nhận ok thôi đi uống nước chắc cũng không sao. Nhưng mà có một cái mắc cười tới bây giờ con vẫn kể với các bạn của con là ngay thời điểm đó con gửi định vị cho nhóm bạn của con thì nhóm bạn con hỏi ủa gửi định vị làm chi, đi hẹn hò với trai thôi mà gửi làm gì. Con thấy nó con sợ bị bắt bán nội tại, tại con nhìn ông này ghê quá, con sợ bị bắt bán nội tại, tại con nhìn ông này ghê quá. Có cái điều gì ở bạn này mà con chấp nhận làm người yêu sau đó đó? Sau đó lý do gì mà con lại đồng ý là tại vì con rất là lo sợ, con rất là lo sợ về ảnh. Hình như nó bị ngược, lúc đầu thì con lo sợ kinh khủng. Nhưng mà chỉ có lần thứ hai gặp nhau là con chấp nhận làm người yêu. Trời ơi, lâu ghê. Phải, tại vì là càng chứng minh được là ông bà mình nói đúng là đừng có nhìn bề ngoài, đúng không? Vấn đề là khi mình nói chuyện rồi, bắt đầu cái luồng điện sinh học á, nó hạp nhau á. Mà nhanh rồi, bạn này chắc chắn là sẽ là cái người rất là uyên bác nè. Đó thì hồi đó con nói là thôi cứ tìm hiểu đi để mẹ con học cái tiếng Anh từ ông này là đúng cái mục đích đó thôi. Con nói là không, mình có nghĩa là học qua ông dạ, nữa, đúng không? Nhưng mà cho tới bây giờ đâu dạy con ngày nào. Rồi chú hỏi nè, con có nhớ cái lần mà con tỏ tình mà con chinh phục cổ á, là lúc đó cái kỷ niệm đó nó như thế nào? Con nhớ cái hình ảnh nhé, là con nhớ như in cái lần đó là ngồi trong cái Phúc Long uống trà, tóc dài mà thẳng đằng sau đẹp lắm. Dạ. Con mới ngồi con nói thôi anh cũng mến em đó, cho nên là mình cũng tìm hiểu, với lại thật sự anh cũng muốn đi xa hơn là cái việc tìm hiểu, là thôi mình làm bạn trai bạn gái cho nhau. Thì cổ cũng kiến cứ bẽn lẽn rồi cổ gật đầu một cái. Mà nội mà cái đó không thôi, tới giờ này cũng còn rùng mình. Dạ. Con rùng mình đó hả? Dạ, vâng, còn rùng mình, nó đang nổi dây gai ốc đằng sau nè, may quá camera không chụp được. Cái thằng thái đó đúng không? Dạ. Tức là cô không có trả lời có hay không mà cô cứ đúng rồi, cô e ấp xong rồi cô gật đầu. Dạ, chỉ cần gật đầu một cái nhẹ cái đó thôi, cái đó là cái mà nhớ cho tới thời điểm này. Bao lâu thì bắt đầu hai gia đình coi như là biết nhau? Dạ, tầm tụi con sống thử, tụi con có giai đoạn sống thử là quen nhau khoảng 4-5 tháng là tụi con đã về sống thử với nhau rồi. Dạ, thì 3 năm, chính thức ở cái giai đoạn 3 năm sau khi quen là hai gia đình biết nhau. Thì mọi thứ ok hết rồi, có ai phản đối không? Có bên nào phản đối bên nào không? Dạ không, may mắn cho tụi con là cả ba mẹ con và ba mẹ chồng cũng vậy, từ bé tới lớn rất là ủng hộ cái việc tự quyết của hai đứa. Cho nên là con quyết như thế nào thì ba mẹ sẽ tôn trọng. Với lại phần là ở nhà thì con có hay chia sẻ với mẹ trong cái thời gian mà còn bé đó, thì mẹ cũng có follow theo được cái chuyện tình cảm của hai đứa. Tới lúc gặp thì mẹ thoải mái hoàn toàn. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà các con sống thử với nhau, tại vì thật ra là cái thời gian là 3 năm là nó cũng dài chứ không ngắn đâu, thì nó có những cái tranh luận hay có những cái xung đột và chia tay nhiều không? Nhiều. Ngay sau cái lần mà con tỏ tình vậy đó, là xác định là mình sẽ commit với nhau, thì con có đưa Thanh về gia đình nội, là nơi đó là nơi thật sự con về Việt Nam là con về vì bà nội. Dạ, nhớ bà quá, đi nước ngoài chịu không nổi. Dạ, nó xuất phát từ đây rồi, cho nên không nói sâu về cái chuyện đó. Thì con mới đưa về, thì bà con là người bắt mà bắt rằng. Dạ, đa phần là tất cả những cái gì mà thiên về truyền thống của người phụ nữ thì buộc lòng là gần như là tới bố con cũng không dám cãi. Dạ, con thì cũng là đời sau thôi. Maybe là con chưa có chịu đủ cái áp lực đó từ bà. Thì con đưa bé Thanh về thì vô tình, ở đây con không phân biệt vùng miền, nhưng nó là một cái gì đã xảy ra trong gia đình của mình, cho nên mình chia sẻ thì mình nói. Thì bà là người bắt, bà rất khó. Khó từ cái kẻ ăn kẻ nói, và khó từ những cái câu hỏi mà gần như là Thanh không thể nào, trong lúc đó Thanh quá nhỏ để mà có thể mà chịu được những cái chuyện đó. Cái vô tình gần như là những cái áp lực nó cứ đè lên hoài. Thì có đôi lúc cổ bùng nổ, gần như là cổ nén cái gì đó nhiều quá, rồi kèm thêm một số cái mà con vô ý vô tứ đi. Đàn ông thì không thể nào mà khéo léo 100% được. Cái rồi cãi nhau, đa phần nó do cái chuyện vặt. Rồi xong một số cái chuyện lớn mà nó liên quan tới cái việc là gần như là thái độ người trong nhà với nhau. Thành ra là hai đứa cãi nhau đúng không? Yeah. Hay gây lộn. Rồi chắc cũng đòi chia tay chia chân đúng không? Chia thì nhiều, chia chân nhiều. Chia tay là cũng... Thời gian mà hai đứa chia tay chia chân đó, nó dài nhất là bao lâu? Dạ, khoảng con nhớ là 6 tháng. Dạ, là con dọn vali con đi luôn. Như vậy có nghĩa là con là sống thử là sống ở nhà của dạ vâng ạ. Dạ đúng. Dạ vâng ạ. Vậy là tụi con bị sai lầm đó. Dạ, cái đó rồi. Là cái bước đầu tiên là đã bị sai lầm dạ, đó. Dạ đúng ạ. Như vậy là
Đến lúc cưới là chỉ có cái lần chia tay đó là dài nhất là 6 tháng thôi. Dạ. Rồi bây giờ là tụi con ở riêng chưa hay là tụi con vẫn ở chung? Dạ tụi con ở riêng là ngay từ hồi tụi con bắt đầu cưới là đã ra riêng rồi. Dạ. Là bà nội với con là bây giờ có dung hòa không? Bà nội có xuống một chút, con có gọi là lên làm sao để cho... Thật ra hơi buồn tí là bà con rất thích chương trình Vợ Chồng Son, cứ tối nào cũng sẽ mở lên xem mà bà con vừa mất. Ủa? Bà dạ. mới mất? Dạ bà mất rồi. Cho nên là ngày hôm nay ngồi đây cũng là một cái buổi ý nghĩa của hai vợ chồng, bởi vì xuất hiện trên đúng cái chương trình mà bà yêu thích nhất. Gần ấy năm chương trình phát sóng là gần ấy năm bà con không bỏ qua tập nào. Trời. Vậy hả? Dạ. Trời ơi thương bà quá. Nhưng mà bà mới mất đây hả? Dạ bà mất trong năm. Trong năm nay. Trong năm nay á. Dạ. Thôi chú với cô Vân. Dạ. Xin được chia buồn. Dạ dạ dạ. Với hai vợ chồng và đặc biệt là con. Dạ. Chú cũng nhìn thấy là con cũng rất là xúc động khi mà nhắc tới bà. Chúng ta cùng cầu nguyện cho bà. Con, yeah. Chắc là lúc mà lúc còn nhỏ là chắc bà chăm đúng không? Dạ vâng. Bà giống như người mẹ thứ hai rồi. Dạ đúng. Thật ra lúc đó là do áp lực nhiều phía. Nhưng mà cho tới thời điểm con làm con dâu á, và con sinh em bé á, thì con mới biết là mình may mắn khi có bà. Bởi vì bà thương con hơn cả cách người mẹ thương con nữa. Sau này con mới hiểu là thì ra bà không khó đâu. Bà chẳng qua là cái cách giao tiếp của hai bên đó, nó chưa ai hiểu ai thôi. Đúng rồi. Nãy giờ nghe chồng con nói rất là nhiều, chắc anh ấy là một anh chồng rất là tốt và không có tật xấu gì đúng không con? Dạ đối với con thì con coi Vợ Chồng Son nhiều mà đúng không? Dạ. Đến phần này hay lắm đó con. Chồng con thì nếu nói về tật xấu duy nhất cho tới bây giờ, con cảm thấy là chồng con lớn hơn con nhiều về cả kinh nghiệm đời sống nữa, cho nên là khi về làm vợ gần như vừa làm chồng, vừa làm ba, vừa làm thầy, vừa làm đủ vai trò đối với con. Cho nên trong mắt con luôn là một người khó tính. Ít khi nào con cảm thấy cái việc lãng mạn lắm. Thì những lần mà dạy con á, cái tính xấu là anh này là khẩu xà tâm Phật, nói rất là dữ, chỉ mong là người ta thay đổi nhưng nói theo cái mặt tiêu cực. Thì khi con là phụ nữ mà lúc đó con còn nhỏ nữa, con nhận những cái lời đó vô, con không có thay đổi liền. Và con thấy cái gì như người ta bật lại mình á, thì những lúc đó con rất là khó chịu. Nhưng mà thực ra trong cái điều mà bạn nói là có tới ba cái tật lận đây. Khó tính nè, nóng nói. Tính nè. Và hay nói thẳng quá, đúng dạ. không? Nói lựa lời. Vậy trong ba cái đó con mong ảnh thay đổi cái gì nhất? Thật ra con chỉ mong là không có nói thẳng quá mặt con thôi. Dạ, có nghĩa là ví dụ như là chồng con thật ra chưa nói là con đã hiểu ảnh muốn con thay đổi cái gì. Nhưng vấn đề là do con cần thời gian, và nhiều khi chồng ở góc độ của chồng con thì thời gian nó sẽ ngắn hơn với thời gian mà con nghĩ. Và luôn là cái người đẩy con. Thì con rất là cảm ơn vì cái điều đó, nhưng mà do có phần con bị áp lực. Cho nên là nếu được thì khi mà trao đổi nhau bất cứ vấn đề gì á, dù là dạy con hay là con sai đi chăng nữa, thì hãy dùng cái gì đó nhẹ nhàng nhất để mà hai đứa tìm tới cái điểm chung. Thì chắc chắn con sẽ nghe thôi, tại vì rất nhiều lần ảnh nhẹ nhàng thì đã thành công rồi. Thấy hiệu quả chưa? Rồi bây giờ tới con đó, cô ấy như thế nào? Có những cái tật xấu gì, có những cái điều gì mà mình chưa hài lòng hay không? Một số cái mà ở cái tuổi trẻ của cổ, như cái chuyện cổ lơ là cho cuộc sống, như là thức khuya bỏ bữa, để mai này nó ảnh hưởng sâu hơn về cái sức khỏe. Có một giai đoạn mà trước khi có em bé là cổ gần như suy dinh dưỡng, nên là cái việc mà thức khuya là nó ảnh hưởng cực kỳ. Trong cái giai đoạn á, gần nhất ở đây nè, khi mà có em bé thì lại vô tình có một số cái nhận định sai về cái chuyện người cha phải như thế nào, cầm đèn chạy trước ô tô. Tại vì con bé con nó lớn lên, con sẽ cần có cái giai đoạn để con học cái việc con làm cha. Thì cổ chưa biết con sẽ làm cái việc đó như thế nào, nhưng cổ lại cầm cái đèn, cổ chạy trước cái xe. Rồi cổ bắt đầu cổ đưa cái điều này, đưa cái điều kia, bắt con phải làm theo. Vô tình cái nó tạo ra cái áp lực. Nhưng thật sự cái áp lực đó nó hoàn toàn nó không có nghĩa gì đối với lại cái mà có khả năng xảy ra cả. Cho nên cái đó tự nhiên nó ép một số cái rất là tiêu cực cho cái mặt gia đình. Và cái việc mà gọi là nếu thật sự là đàn ông mà mình bị xúc phạm trên mọi thứ, mình ổn. Nhưng con cũng nói với vợ con, đừng bao giờ em xúc phạm anh ở trong cái việc anh sẽ làm cha như thế nào. Và anh sẽ thực hiện cái điều đó ra sao ngay trong cái thời điểm hiện tại. Cho nên là cứ để cho anh học. Và tất cả những gì và trách nhiệm, ít nhất là đối với con bé con á, đối với những gì mà là bầu trời của con hiện tại bây giờ, thì không có cái gì mà anh không làm được hết. Cho nên cứ để cho anh có thời gian riêng của anh là cái đó. Thực ra là như vậy nè, về phía vợ con á, vì thứ nhất là nhỏ tuổi hơn con, thứ hai á, bé con của con lại là con gái. Dạ. Thành ra là vợ con thì lại có một cái suy nghĩ rất đơn giản thôi, là bạn ấy là con gái thì bạn ấy sẽ hiểu con gái nó cần cái gì. Đương nhiên ví dụ như là cái việc mà vợ con nói maybe là con sẽ để là cái bước thứ hai, bước thứ ba. Dạ đúng. Con biết hết á, chứ không phải là con không biết. Dạ. Nhưng con nghĩ ngay lúc này chưa nên sử dụng cái dạ, điều đúng. Đó. Dạ. Đó là thời điểm thôi. Dạ. Thì hai tụi con bây giờ đang chinh nhau về cái thời điểm và cái dạ, cách thức để mà làm sao cho con mình tốt nhất có thể. Ừ. Cô nghĩ rằng là
cái gì mà con có thể trao quyền cho vợ con được thì con cứ trao đi. Dạ. Từ từ con định hướng cho vợ con sau. Dạ. Vợ dạ. con là phần nổi, con là phần sâu đó. Dạ. Phần chiều sâu á, vậy dạ. thôi. Ừ. Tôi nghĩ là dạ, một cái sự hợp tác như vậy á, nó sẽ giúp cho cả cái công việc cũng như là cái trách nhiệm của cả hai nó sẽ rõ ràng hơn dạ. trong cái vấn đề mà nuôi dạy con cái. Dạ. Nha. Xin cảm ơn hai vợ chồng nghe. Dạ, cảm ơn. Em tên là Nguyễn Thanh Tuân, năm nay 22 tuổi. Nghề nghiệp của em là tài xế. Dạ, em tên là Nguyễn Kim Phụng, năm nay em 22 tuổi. Em là nhân viên kinh doanh của một công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện. Wow, một người làm công ty cổ phần truyền thông, một người làm tài xế, vậy thì sao quen được ta? Xưa là làm công ty cũ với nhau. Lúc hai bạn làm chung công ty cũ là lúc đó bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó 18 tuổi mấy. 18 tuổi mấy là đã đi làm rồi đó hả? Dạ. Rồi đâu bây giờ kể cho anh nghe cái câu chuyện hai người gặp nhau làm sao? Dạ em vô công ty mà em làm ở tổ khác, anh làm ở tổ khác. Mà em cũng không biết tên anh đâu. Ai cũng kêu mập không à, em cũng kêu mập không. Với lại dễ thương. À. Tại sao không kêu là Doraemon chẳng hạn? Rồi cứ kêu mập mà dạng cũng vui vẻ lắm anh. Đi đâu người ta cũng nói chuyện, đi đâu cũng cười mà hình như gặp gái là nói chuyện nhiều hơn. Rồi sao? Rồi xong rồi cái bữa đó là tất niên là nhóm em tổ chức đi ăn riêng. Xong rồi cái bên nhóm em á, ai ăn cũng phải góp tiền hết á. Còn ảnh ăn, ảnh đi sao rồi, để vậy còn không góp tiền nữa mà ăn nhiều nữa chứ. Trời ơi. À. Cái... xong rồi cái ăn uống xong rồi cái là còn trẻ mà đi coi phim. Ừ. Cái em coi được khúc đầu, cái khúc giữa em ngủ. Ừ. Em ngủ xong rồi cái em dựa vô vai anh ta ngủ luôn. Ừ. Rồi xong khúc cuối em dậy em coi. Bộ là ngồi kế bên ảnh nó tự nhiên cái sức lan tỏa nó ấm áp quá là em ngủ luôn hay sao? Em thấy cũng êm êm. Đó, ngủ được hay quá ngủ luôn. Đúng rồi, bờ vai này bờ vai vững chắc quá mà. Rồi cái đầu cổ dựa vô vai mình nó thấy sao? Cũng khoái khoái chứ. À, khoái khoái chứ. Thì khoái khoái lúc mà cổ dựa vô thấy đã không? Cũng ấm ấm áp. Ừ. Rồi, để nguyên vậy luôn. Để nguyên luôn. Mà với em thì em thấy cái ghế sofa dạ, này không? Không? Mỏi em không? Là em ngủ em thấy êm quá là em làm một giấc luôn. Rồi. Cái coi phim mà làm một giấc luôn. Có thấy ghét không? Rồi sao sau đó thì về có nghĩ về ảnh không? Dạ lúc mà về á, cái mọi người trong công ty á chọc em hoài luôn. Xong rồi cái em cũng nói, tôi quen á, rồi xong rồi cái ảnh cứ nói là cái ảnh đi lên cái thôi. À, đúng không vợ? Cái anh đi xuống cái đúng không em? Cái em cũng thấy vậy mà mình nói với cái anh quê thì tội nghiệp. Với lại nhìn cũng dễ thương, em cũng đúng rồi chồng. Xong rồi mấy người mọi người chọc. Xong rồi cái một thời gian sau á, thấy cũng dễ thương cái ngày ngỏ lời quen á. Nhưng mà bây giờ này nếu như cho em nhận xét về cái anh chồng của mình á thì em sẽ nhận xét như thế nào về anh? Chồng em là đẹp trai. Mấy sao nữa? Dễ thương. Mấy sao nữa? Nói chung là ok lắm, nâu quá luôn. Hỏi nhỏ nhỏ xíu. Dạ. Lấy chồng mập về ôm sướng không? Dạ. Em thấy lợi lắm chị. Lúc mà đi trời mưa á, cái em ngồi em núp vậy nè, là không ướt. Em núp sau lưng á, che chắn hết trơn rồi. Em ngồi ở sau lưng là không ướt. Đó là cái lợi thế mà khi mà lấy chồng mập. Còn gì nữa không? Còn lúc mà mấy người kia có chọc ảnh là mập mập vậy á, cái hỏi em cái nói lại câu gì nè, cục mỡ với lại cục xương hết cục nào? Đó đương nhiên hết cục mỡ rồi. Lựa chọn sáng suốt của em. Ủa rồi về bao lâu thì mấy đứa mới chính thức yêu nhau? 2 tháng sau là quen nhau luôn. Yêu nhau rồi lâu không cưới? Dạ cũng được 7-8 tháng. Mới cưới à? Dạ. Ủa thì em cưới bao lâu rồi? 2 năm 7 tháng. Hả? Tức là 20 tuổi là đã đám cưới, 19 tuổi mấy rồi? 19 tuổi em cưới à? Dạ. Ủa mà sao cưới gấp vậy? Gia đình hai bên hối thúc mà. Dạ, bác sĩ hối. Bác sĩ hối. Bác sĩ hối hả? Dạ. Công nhận là tiếng nhanh đánh mạnh ghê luôn á nha. Ủa dạ. Nếu vậy là con em năm nay nếu anh đoán là khoảng chừng 1 tuổi không? Dạ, có đó. 1 tuổi 14 tháng rồi. À 14 tháng rồi hả? Dạ. Trai gái vậy? Dạ, dạ gái. Chúc mừng hai bạn. Dạ. Nhưng mà lúc em biết là em có bầu á, em vui em buồn em sợ? Em sợ, hai chồng đều sợ hết á. Nhưng mà mẹ chồng với ba chồng thì vui. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà ba em thì cũng khó lắm. Nên em cũng chỉ dám nói với mẹ em thôi. Mà lúc mà quen nhau cũng khoảng được 5 tháng rồi á, là tụi em cũng xác định rồi đó, là ba mẹ chồng em á là cũng có xuống nói chuyện với nhà em rồi. Ừ. Cái là khi mà có bầu vậy á, cái là em nói là mẹ ơi giờ con sợ ba con biết lắm, mẹ đừng nói với ba con. Cái là ba mẹ chồng em xuống thì nói chuyện bàn mưu tính kế với mẹ em rồi. Là xuống là không có nói với ba em cái vụ đó. Chỉ xuống thì nói là hợp ngày gì cái đó thì cho cưới luôn. Mà đến bây giờ ba em cũng không biết luôn. Nhưng mà phát ra cái là ba biết liền á. Dạ. Rồi cưới nhau về ở chung nhà với nhau 2 năm rồi đúng không? Dạ. Yeah. Vậy thì có vỡ mộng gì về nhau không? Sao có phát hiện ra anh mập này em có tính xấu gì không? Thì anh mập là anh biết là ngủ là ngáy là chuyện bình thường rồi đó em. Nó đâu rồi, phải tính xấu đâu. Rồi mê bấm điện thoại lắm. Nói chung là tiếp cận công nghệ thông tin là hơi bị dữ luôn. Ừ. Ê, vợ em có bấm điện thoại không Tuân? Dạ có.
hai chồng mình bấm điện thoại rồi ai canh con? Là hồi lúc đó là vậy, nhưng mà giờ là em ra luật rồi, 6 giờ tối trở đi là không ai được bấm điện thoại hết á. Dành thời gian cho con, nhưng mà con của em cũng từng ở dưới đây, còn từng ở trên nội. Rồi hai chồng là coi như là có hay đi chơi không? Tuổi này là tuổi ăn ăn chơi mà, đúng dạ, không? Dạ có, hai chồng cũng hay đi chơi lắm. Dạ. Tuần 7 ngày đi chơi 6 ngày không? Dạ cỡ đó. Trời. Tuổi này đang là tuổi đi chơi mà. Mà thường đi chơi là đi ở đâu? Những con đi siêu thị rồi cho đi chơi mấy chỗ khu vui chơi rồi. Không, cái chuyện mà cho con đi là chuyện bình thường. Dạ. Hai vợ chồng kìa có dạ. Có lén con đi chơi hoặc là gửi con trong bà ngoại để đi chơi không? Dạ, mỗi lần lên kế hoạch đi Đà Lạt hay Vũng Tàu vậy á là dạ. Gọi hỏi bà nội ơi, bà nội có nhớ bơ chưa? Cái là vậy là mẹ em tự hiểu. Mẹ em nói là đi chơi đúng không? Ờ đem bơ về đây ông bà nội coi cho. Dạ. Thế Tuân đó. Vợ dạ. Em có tính xấu gì không? Đi làm về trễ, không về nấu cơm cho em ăn mà đi ăn quán xong rồi mới về. Tức là ham vui đó phải không? Dạ. Đó, ăn với mấy đứa bạn á. Đi ăn với quán là đi với bạn đúng không? Dạ. Có khi nào vì chuyện đó mà gây lộn không? Dạ cũng có chứ. Ừ. Dạ. Không gây lộn dữ không? Cũng vừa vừa thôi. Vừa dạ. Vừa chưa có chuyện nặng. Rồi, cái gì nữa? Đi làm về bấm điện thoại không à. Ít lo cho con á, rồi em lo không? Em chăm con là em chăm sao? Cho nó ăn, cho tắm cho nó, rồi ru ngủ nữa. Mà hai đứa trong cuộc sống có lúc nào mà giận hờn nhau rồi cãi lộn tới cái mức mà đứa này đòi bỏ đứa kia không? Dạ có. Tại bữa đó là Kim lên công ty rước em về. Cái lên chảnh đứng đợi mà nó đi ăn với bạn nào không biết. Đứng đó em đợi riết mà trời mưa nữa. Đứng kệ gần tiếng rưỡi đồng hồ á. Không hay xuống cái em gọi mà không móc máy nữa. Sợ đi ăn rồi không dám móc máy. Họ nhắn tin cái nói em đi ăn với bạn rồi. Làm uổng công đứng tiếng rưỡi đồng hồ đó. Đó, cái em chạy về cái nóng quá nhắn tin giờ không về là ly dị luôn mới đi về. Về xong rồi cái con bé nó kêu mẹ ơi cái ổng nó ảnh nói gì nè thôi lại đi với ba là con mẹ mày nó ăn nó chơi không mà có thương mày đâu mày lại nó làm gì. Rồi đó hai cha con ngồi nói với nhau gì con có thương ba không con rồi xong rồi này nọ mỗi lần mà gây lộn là mẹ em toàn binh ảnh không toàn là nói em là thôi nghỉ làm luôn đi. Vậy đó dạ. Hả? Rồi anh em hỏi mà, nè, dạ. Chồng em có ren không? Ghen lắm, lúc mới quen nói cũng nói mà, nói anh thì anh ghen lắm. Thường có khi nào mà chồng em ghen với cái cách mà ăn mặc của em nè, hay là cái cách trang điểm chạy chuốt của em, nói chung là cái ngoại hình của em đó. Đúng là rất là xôi luôn á anh. Trời ơi, có luôn hả? Đi làm mà mặc váy ngắn cũng không được, phải mặc váy là đến đầu gối nha, mặc váy mà trên đầu gối là cũng nhăn. Cái là giận, nói là cái gì? Anh nói em gì, anh nói em lời nói nó không có trọng lượng, anh quýt mà em cứ làm hoài vậy. Mà em càng nói thì em càng làm. Vậy hả? Sao em không cho mặc váy ngắn? Thế là đó, không thích gái mặc váy ngắn quá. Mày muốn mặc đồ bộ đi làm đi em. Ờ, đồ bộ. Ờ, váy nghe được. Dạ. Mặc đồ bộ đi làm nè. Trời ơi, hiểu không kìa. Nhưng mà em không thích là vì em thấy không đẹp hay là tại vì em sợ ai nhìn? Quá là sợ nhìn mà thấy nó sao sao á. Có thật không hay là em lo lắng, em sợ cô này quá đẹp trong mắt mọi người? Phải, tại vì công việc cứ đi ngoài đường nhiều á, mặc váy ngắn quá thì trở nên đen. Thiệt không? Thiệt. Thiệt không? Anh đen. Lo làn da hay là lo người khác nhìn cặp chân của vợ mình? Lo làn da. Lo làn da. Có sợ mất vợ không? Dạ cũng có chứ. Chung là nói hai đi, chồng nói vui đi cho vợ em hiểu. Thực ra là tất cả những cái đó là vì em không muốn mất vợ em. Rồi á, mặc đầm ngắn á, thì sợ đen. Nó đen là nó bên ngoài vậy thôi. Nhưng bên trong á, là sợ đen. Sợ mấy ông công ty rồi hay đi ăn chung với người ta nữa. Sợ vậy đó. Mà nha, em nói là sáng đi làm trưa cái công ty em cho nghỉ tiếng rưỡi á, là chở đồ ở đâu á, như cái là chạy thì là nhanh về rồi xong đậu trước công ty hai chồng đi ăn. Xong rồi cái ăn xong rồi chở về công ty xong rồi chiều rước về. Cưng không? Cưng vợ hết sức luôn á. Cưng nghe nè. Em mong bà xã mình thay đổi điều gì? Đi làm về sớm. Vậy thôi hả? Dạ. Có mong vợ nấu ăn cho chồng ăn không? Dạ giờ cũng mong muốn là chiều về vợ nấu cơm cho chồng ăn. Thôi nói câu đó nhìn vợ mình đi. Chồng em á thì đi chạy xe mà còn một tiếng nữa về mới chạy về tới nhà mà em ấy nấu cơm cho anh đói lắm rồi á. Tiếng nữa là mới về tới nhà mà nó gọi hỏi nói rồi. Còn mỗi lần giận á thì anh biết cái tướng vậy á nha, cái cửa thì có nhiêu đâu mà cứ đứng ngay cửa vậy á. Đứng ngay cửa kia là hung anh miếng đi, hung anh miếng đi, cứ đứng ngay cửa không cho ai đi ra. Rồi xong rồi như chồng ta thì mỗi lần mà giận hay cái lần thì vũ phu mà chồng em vũ nữ. Sao? Là múa bụng rồi nọ nhảy múa. Chắc tụi bác đứng lên cho múa bụng cho tôi coi đó. Rồi dễ thương ha. Bây giờ em mong muốn Tuân thay đổi điều gì? Dạ em muốn là anh bớt bấm điện thoại lại.
Lý là đừng nhậu, em không thích ai nhậu hết. Rồi còn gì nữa? Em chỉ mong chồng em vậy thôi chứ nói chung chồng em number one rồi. Chồng em anh number one, number one, number one. Thôi bây giờ nè, bao lâu rồi vợ em chưa nấu ăn cho em ăn? Cũng tháng này rồi. Nhưng mà em biết là từ lúc trước giờ em nấu rồi, nấu biết lên 120kg rồi đó. Không, bây giờ vậy nè em chồng em mong muốn em về sớm nấu ăn. Thì bây giờ em thử em lên một cái thực đơn á, mà làm sao để mà nó vừa đảm bảo được sức khỏe nhưng mà nó cũng sẽ không có bị lên ký, ví dụ đó. Vậy đó, tức là giống như mình có hai điều kiện nè, nếu mà anh muốn em nấu ăn cho anh thì em sẽ nấu nhưng mà anh phải ăn những cái món đó mà em nấu, đúng không? Thì ngược lại thì vợ sẽ đi nghiên cứu cái thực đơn mà dành cho những người để mà giảm ký, bây giờ quá dễ cho nó có sức khỏe đó. Bây giờ đó, hai vợ chồng hứa nhau vụ đó đi. Anh nấu đi anh. Nào, cả hai đứng lên đi đó. Anh ghét không, nhìn giống số 10 không? Thì anh phải ăn rau, gì không chịu ăn rau hết à. Mà ăn rau phải là xào mới ăn, luộc không ăn. Giờ em làm cho ăn rau luộc 10 món luôn. Chịu không? Không, có nhiều loại rau luộc ngon lắm á. Dạ, thì bây giờ ở đây em cũng mong muốn là vợ đi làm về sớm lo cho con cho cái. Thôi nhìn vợ đi, không nhìn tôi hoài. Nấu ăn cho anh ăn. Dạ. Em cũng mong là anh giảm cân nên em sẽ nghiên cứu cái thực đơn tốt cho anh hơn. Nên mong anh cố gắng giảm cân nha. Trời ơi, tôi húng liền luôn á. Húng liền, tay húng liền. Cạp một cái liền. Rồi. Yeah. Ok, rồi chúc hai em lúc nào cũng vui vẻ như thế này. Nắm tay nhau đi hết đến cuối đoạn đường nha. Hai anh em song sinh hay gì? Giống giống vậy chị ha. Để hàm râu nữa là giống luôn rồi. Đây là một nhân vật mà chắc có lẽ là vừa bước ra là quý vị cũng đã nhận ra là ai rồi phải không nào? Một nhân vật rất quen thuộc và đặc biệt là rất là hot trong mùa dịch vừa qua. Đó. Tuy nhiên là đến với chương trình thì mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ. À, khoan khoan, mình nói lớn nè. Kim Anh vẫn ấy vẫn bị nhỏ quá đó. Kim Anh với lại Minh á là xưng bằng anh chị đi cho dễ chia sẻ. Rồi là còn chọc hai người này nữa. Chọc hai người này, hai anh em đó. Rồi, nói lại nè. Dạ con chào. Em dạ, chào chị Vân. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Con năm nay 36 tuổi. Con tên là Nguyễn Thị Kim Anh ở bên Hòa Đồng Nai. Em xin em mà xin con hoài. Chị mà xin con là sao? Lại cái nữa, lần thứ ba. Nhưng mà hơi xoay người là chút xíu. Xoay người qua xíu nào. Rồi. Dạ. Rồi. Hai ba bắt đầu. Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thị Kim Anh, năm nay 36 tuổi. Ở bên Hòa Đồng Nai. Bên Hòa Đồng Nai. Công việc. Công việc là đang bán rau ở nhà. À bán rau. Dạ. Rau đó chị. Ừ, rồi. Nhưng mà ý là mình là kiểu như là rau là do mình nhà mình tự trồng hay là mình lấy rau? Dạ không, em đi lấy ở chợ đầu mối về. Đó, chị ơi, giống như ở nhà ông chồng ông nói hết rồi sao? Ông hứa hết rồi sao? Thì đó. Bởi vậy nghe thùy mị, nhẹ nhàng thì đó. Còn bên kia người ta lấy hết rồi sao? Thì đó, thì bây giờ chuyển qua ông chồng đi. Đó. Mời bạn mình. Chào chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận. Em tên là Phạm Hồng Minh. Người ta hay gọi là Minh Râu, tại vì Minh để râu bán rau. Em ở bên Hòa Đồng Nai, công việc của em là kinh doanh rau thì mười mấy năm nay rồi. Mình mới kinh doanh thêm mặt hàng nước giặt xả với lại một số mặt hàng tiêu dùng á. Lưới gì cưng? Nước giặt xả. Ủa, cái nước giặt xả nó có liên quan gì tới Quyền Linh không? Dạ, giống vậy á. Có không? Dạ, đúng rồi. Có bán cái mặt hàng của Quyền Linh không? Cái Amity á? Dạ, có. Có luôn. Ủa, là em bán cái Amity á hả? Nước giặt xả với nước rửa chén, nước nâu sàn với một số mặt hàng á. Đó là của ông luôn đó. Cái hiệu Amity hả? Dạ không, hiệu Minh Râu luôn. Người ta tự kinh doanh, người có luôn. Để em tặng cho chị ông Vân. Về xài thử. Cảm ơn mình đâu, bạn mình. Chị ơi, như vậy không phải là bán của mình mà đối thủ. Đối thủ, đấy chưa. Nước giặt tên là Minh Râu. Nước giặt xả Minh Râu. Đó. Râu Minh Râu. Đó. Chị ơi, bây giờ người ta chuyển hướng, người ta để cái phần rau đó cho vợ người ta kinh doanh, còn mình là kinh doanh sang mặt hàng khác. Chị thấy cái đầu ghê không? Nhìn cái đầu thôi là thấy ghê rồi đó. Đâu, em vẫn bán rau bình thường nhưng mà ít bán ít nạ thôi. Phải mới bán được có thời gian gọi như là bán trải nghiệm thu thập những cái khách hàng như thế nào, chất lượng nó có đạt phản hồi khách hàng tốt thì mình phát triển thêm, còn không tốt thì mình phải coi lại. Tôi nhớ là cái đợt dịch đó là Minh Râu có rất là nhiều những cái slogan. Đúng. Nó mặc dù nó sai chính tả, mặc dù câu cú nó không có đúng gì cả, nhưng mà nó lại để lại một cái ấn tượng là bởi vì nó rất thật. Nó rất chân thật, nó rất đời thường đó. Không giống như là đâu nè, ai muốn mua thì mua, không lấy tiền. Vậy thì bây giờ mua thì mua, không lấy tiền, mua thì mua nghe. Ai mua thì bán, ai mua thì bán, đúng rồi, ai xin thì cho. Ai xin thì cho. Vậy thì trong thời gian gần đây có cái câu nào mà nó ấn tượng mình không? Tự nhiên mà kêu em không, gần đây á, gần đây á mình có ra cái câu nào mà nó ấn tượng nữa không? Tự canh tự tính tiền á.
dán cái tóc qua bên hôm nay hơi mệt mà mấy anh mua nhanh gọn nẹt rồi về chứ đừng có hỏi nhiều. Nhiều lúc mệt quá, dọn hàng mệt quá mấy em hỏi nhiều quá. Sẽ nhậu sẽ sai sai tí đấy. Nhưng mà cái rau rau của mình bán mà chạy nhất là cái loại rau gì? Dạ rau muống đột biến đấy chị Vân. Rau muống đột biến. Tại sao vậy? Tại sao vì nó mềm, nó ngon cho giờ? Người ta mà đâm ra bán chạy mặt hàng nào mà tặng miễn phí là chạy nhất. Mặt hàng là bán ép. Không có lấy tiền hết. Dạ, ai cần đến đấy thì bán chạy lắm. Mình kéo cái quần xuống, kéo cái này. Rồi. Ok, rồi. Bây giờ đến cái phần cơ duyên ha. À, không biết rằng là hai bạn coi như là lần đầu tiên gặp nhau trong cái khoảnh khắc nào và có ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau là do ông anh họ của anh, lúc đấy anh bị tai nạn giao thông ở trên Biên Hòa xong rồi lâu về. Chưa? Lâu rồi, cách đây cũng mười mấy năm rồi. Xong rồi về quê để chữa, về quê để nghỉ ngơi á. Xong rồi ông anh họ xong rồi dẫn lên nhà chơi, bà biết con bé này lắm, con bé này thì ta mới vô mấy ngày à, cũng dễ thương. Rồi dẫn mày xuống. Đúng rồi, đi tán gái đi, tán qua mùa mưa á, mới buồn. Xong rồi dẫn xuống, lúc đấy là con chị ăn ở nhà làm thuê trong nhà ta đâu biết đâu. À, rồi dẫn xuống quê em là đầu tiên gặp ổng thì cũng thấy ổng không có đẹp trai như bây giờ đâu. Xấu lắm. Nhưng lúc đó thì tóc có tóc không? Có tóc có lâu không? Có tí tóc. Râu thì cũng chưa có đâu, không thấy lúc đó có tóc không có râu. Mới có mình tóc thôi. Bây giờ có râu thì lại không có tóc. Mặt này sẹo nữa, mặt này sẹo nữa, tai nạn này sẹo nữa. Nhưng mà ấn tượng là ổng vô nhà ổng cười đấy. Ổng cười ấn tượng cái nụ cười của ổng ấy. Xong rồi là ổng thật thà. Thằng em đi đọc kênh về xong rồi có cái bánh ông cống đấy, ổng xin luôn. Cho miếng ăn vậy ngồi ăn từng bơ vậy luôn. Cái bánh gì? Bánh ông cống ấy, hồi ở đi quê hay đọc kênh vậy đó. Bánh ống á. À cái bánh đó vậy là cái bánh đó ai mà không xin. Chị thấy em cầm cái đó chị cũng xin nữa ha mình ha. Cái đó dễ mà. Chị tưởng là cái bánh mà bánh cống á, bánh cống mà để ăn nước uống á. Bánh cống miền Tây á. Đó thì cái đó mới là gọi là thật nhất á, coi như là cái bánh đó xin là ăn nó mất mệt á. Rồi rồi. Em ăn tự nhiên. Nhưng mà Minh ơi, cái lúc đó là lần đầu tiên Minh gặp cái cô bé này thì Minh có ấn tượng gì cổ không? Ngày đầu tiên thấy cổ thì có ấn tượng Minh là về cái nụ cười đó. Ngày đầu tiên thấy nó cười nó nhe hai cái răng khẩn nó cũng hay. Nghĩ mới đầu này đi tán gái đi chơi cho đỡ buồn mấy ngày nghỉ dưỡng bệnh à. Mà sao thấy cái này cười thấy hay thấy ấn tượng á. Quen. Rồi xin cái bánh nữa, đúng không? Xin bánh là xin bánh rồi em ruột rồi giờ. Nó ngồi nó nằm theo nó cứ ngồi nó nhìn nó cứ nhe răng nó cười thôi chứ nó không. Nhớ bữa đó ông ăn mấy cái không? Xin có một miếng thôi, không dám xin nhiều ông em nó khóc. Tức là trong cái tâm trạng của em lúc đó là em chỉ nghĩ là thôi kệ tán gái cho qua mùa mưa thôi, đúng không? Ai về là cái nụ cười đó là hớp hồn em luôn. Có hớp hồn không? Giờ luôn. Có sao xuyến có hớp hồn không? Có thấy bạn nhỏ này cười đấy hay. Và sau đó về nhà là quyết định coi như là tấn công cô gái này. Dạ, về là bà cứ ngay xuống hoài. Là có nghĩa là cô thiệt á chứ không phải là cái kiểu đúng, mà đúng, tán đúng. Cho qua mùa mưa nữa. Đúng. Mới đầu là mang tin chỉ là đi mấy ông anh họ đi chơi cho vui qua mùa mưa thôi. Nhưng mà thấy nó gặp cái là thấy anh tượng. Thấy rồi nghe là cái kiểu của ông á, cái kiểu của ông mà nó kiểu mà hơi bất cần á. Ở kiểu hơi kiểu mà tỉnh vậy đó. Yeah. Vậy cái cách ông cô gái là sao? Còn nhớ không? Đã thấy quen được mấy ngày, 3-4 ngày ha. Đã thấy nó bật đèn xanh nữa rồi mình thấy và chắc được. Ủa, bật đèn xanh sao? Nghe thì cái này lúc mà nói chuyện mình có cảm nhận được người ta cũng có ấn tượng với mình á. Còn ban đầu thì đâu khi nó chỉ ngồi máy nó theo nó đâu nó cười thôi chứ không nói. Mấy ngày sau ba bốn ngày sau thấy nó nói chuyện này kia thấy mình có cảm nhận được có gì đó đâu là chắc. Tức là 3-4 ngày sau em lại mò lên nhà của. Đâu từ ngày nào cũng lên. Ngày nào cũng lên hết. Vậy đó hả? Đó là bắt đầu 3-4 ngày sau mới cảm nhận là bật đèn xanh, đúng không? Tức là lúc mấy ngày sau thì em thấy thích anh này. Cũng ngày đầu tiên cũng đã thấy có cảm tình rồi. Cái điều gì ở ảnh mà khiến em coi như là bật đèn xanh rảnh mà chỉ trong tích tắc có mấy ngày thôi. Thấy ông thật thà này, ông không có ra vẻ. Ông rất là thà, ông có sao, ông là ai vậy thôi, ông không có ra vẻ. Có vui tính không? Có cũng vui tính. Có hay chọc ghẹo em không? Chọc em cười đó. Có. Vậy là đang theo cười hoài. Tại vì ông đã ấn tượng cái răng khẩn của em rồi. Cho nên chắc chắn một điều là ông rất muốn đến nhưng mà ông nhìn cặp răng khẩn á. Đúng không? Gì đó bạn Minh bạn nói đó. Có nghĩa là nó ngồi theo nó ngồi may gì nó cũng nghe răng lên nó cười. Thì bây giờ là chắc là nụ cười thường trực rồi. Nhưng mà sau đó bao lâu thì hai đứa chính thức quen nhau? Lâu không? Chắc là tập 2-3 tuần á, hai tuần. Hai tuần là dính luôn. Hai tuần là quen nhau nhưng mà cứ đến nhà chơi thôi. Cứ đến nhà rồi con nhà em chơi thôi. Rồi thôi bây giờ cái chỗ đó qua đi. Bây giờ tới cái chỗ dính nè, hung nè, nó làm sao? Không nhưng mà ý là chị muốn hỏi là ví dụ như em quen bạn này thì gia đình bạn này có đồng ý để cho hai đứa quen không? Quen được 3 ngày á là gia đình nghe nói là hồi xưa có Minh Râu rồi chứ gọi là Minh Rít, em Quang Lùng mà thằng anh của em nó cũng thuộc dạng tiến tèo này nội á. Là bố mẹ vợ với lại mình em vợ với mấy thằng ở xóm nghe danh bắt đầu nói là cấm đồ cho quen đâu. Cấm không cho quen, muốn là em đến chơi phát hỏi khi mang có nhà không hay bác. Nó đang được chén sau á, mấy vợ kêu nó đi chơi rồi, em cứ tự viên tự diễn ngồi tự pha trà tự ngồi uống chơi hồi nó nọc nó lên. Vậy á hả? Thì ở đấy ba mẹ vợ cấm thì đương nhiên còn biết là hồi trẻ gọi là chủ nhi ấy mình cũng nghịch à, thích thể hiện giống như kiểu vậy à. Và nghe nói bà thằng anh nó quậy, bà là thằng em nó cũng quậy, đâu là không muốn con gái mình quen á, đâu là cấm đâu cho quen cũng đúng thôi, đúng không? Đúng rồi. Ủa, nhưng mà sao mà vượt qua được những cái sự cấm cản đó để mà hai đứa coi như đến được với nhau?
Thì là đấy bố mẹ vợ với lại bà con bên vợ cấm dữ lắm. Rồi hôm đấy là xảy ra sự cố ngoài muốn xong đâu, dẫn nó đi bụi đời. Dẫn nó bỏ đi cả tháng chứ, được tháng không ta? Mấy tuần á? Mấy tuần đó là đợi điện thoại về thì bố vợ kêu mày về đi tao tao gạn tao làm đám cưới cho. Nhưng mà sự cố ngoài muốn là cái gì? Giống như hôm đấy là đi lễ, đúng rồi, đi lễ. Đi lễ mà gặp gặp anh này ngay chỗ đầu nhà thờ á, xong rồi lúc con xuống xe thì anh này tới nói chuyện và chị gái chạy vô cất xe. Xong rồi về xong rồi bảo cái từ là con đi chơi bỏ lễ không đi lễ, đi chơi trốn đi chơi ông này, về xong rồi cáo ba má. Xong rồi ba má cũng bảo thôi để đấy tí nữa tao về tính sổ, ba má cũng đi lễ. Ông bà sợ quá, mới sợ. Bảo giờ chết rồi, bây giờ ông bà không tin nữa rồi. Không tin là mình có đi lễ. Xong rồi bà bảo ông phải thôi vậy nên anh chở đi vậy là phải là vô cuốn gói là đi luôn, trốn luôn. Lúc đấy không có suy nghĩ gì nhiều đâu, tiền quá. Nghèo lên xe là đi với ông luôn. Mà gặp bà chị gái bà dằn cái xe lại chứ. Thương mà chị. Là gặp sự cố mà em muốn là cái đó là hả? Trời, tôi tưởng nó cái vụ kia. Rồi xong rồi. Bố điện thoại cho mình luôn à, hay là điện thoại cho Kim Anh? Điện thoại về, hồi đấy không có điện thoại như bây giờ đâu, chỉ có điện thoại bàn thôi. Điện thoại về hỏi thăm dò la tình hình ở nhà. Xong rồi ba má cũng khuyên thôi đi về. Là em hả, em định về đúng không? Về xong rồi ba hơi về thì cái lúc mà đi trốn ấy thì cái chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi đó. Đấy xong rồi bà thôi bây giờ ở dưới quê mà con gái mà đi theo trai như vậy thì mang tiếng. Đúng rồi. Giờ gọi về phải no cưới gấp. Thôi về cưới đi, giờ nó không, mình không chịu thì nó chịu rồi thì nó phải chấp nhận thôi. Gọi về cưới thôi. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha, cái điều gì mà khiến mà em quyết định là em bỏ em đi theo trai ở bạn này, trong khi bạn này quá lẫy lừng. Dạ, lúc đấy là sợ ba má con là cũng không phải là nghiêm khắc lắm đâu, mà lúc đấy là tâm trạng mình sợ, có nghĩa là mình đi mà sao bạn mình không đi là sợ. Có nghĩa là bạn này á, thứ nhất là yêu quá trời yêu rồi, thứ hai là cái sự cố là hôm đó là thay lẽ phải đi nhà thờ. Mà bên đạo á mà đã trốn đi nhà thờ á là một cái lỗi rất là lớn. Thành ra là hôm đó người ta có đi nhà thờ nhưng mà chị lại học lại bằng là nó không đi nhà thờ mà nó nói chuyện với mình kiểu vậy đó. Thế là đến tay bé thì sợ quá, bé bỏ đi luôn mà nhờ cái cú đó. Chắc là Chúa phù hộ cho cưng đó, đúng không? Chắc là được Chúa chứng kiến rồi đó. Mà đi nghèo lên xe đi, ông nào cũng đâu có đồng bà nhà trong người đâu. Ông dẫn vô trong cái ao cá thằng bà ở trong ao cá, chuyện tình bên ao cá. Vậy là chắc có cái chòi nhỏ nhỏ thôi đúng không? Đúng rồi, chị An á, nhà bà nè. Đúng rồi, ở trong đấy hai vợ chồng ở trong đấy là dẫn ao cá cho người ta luôn. Giữ ao cá luôn. Thì dẫn ao cá luôn. Trời ơi, rồi chắc là phải ngủ mùng chứ không thì mũi cắn chết. Có nhà đâu mà. Và cái đêm đầu tiên định mệnh chắc là ở bên ao cá luôn đúng không? Dạ. Chúc mình đi sâu vô. Đêm đầu tiên chắc trước đó. Không. Là trong nhà xóm xít nổi, còn trong ao cá lúc đấy là xong rồi đúng không? Rồi bây giờ nè, trong túi không có tiền rồi, mà đã gì ông dẫn con gái người ta đi nữa. Dạ. Rồi bây giờ tiền bạc đâu mà tiêu xài, rồi hẹn hò cà phê thì sao? Đó. Đi mượn bạn. Em học thời trung cấp ở trên Biên Hòa cũng từ năm 99 á. Thì hồi đấy cũng đi làm công ty cũng có bạn bè nữa, thì ghé mới thằng mượn ít rồi xoay sở đi kiếm nước Nam. Lúc đó em làm gì? Lúc là anh làm bảo trì trong nhà máy á, là khu công nghiệp Biên Hòa. Tức là chưa có là buôn rau chưa, luôn chưa, đúng không? Chưa, chưa kinh doanh. Rồi sau rồi hai đứa đi về nè. Đi về rồi là làm đám cưới luôn. Dạ, là mấy tháng mới làm đám cưới. Làm đám cưới. Rồi sau đó là bắt đầu mới mở kinh doanh hay sao? Lúc đó là chưa, chừng nào mới là thì sanh bé thứ hai. Bé thứ hai bắt đầu chuẩn bị mang bầu. Bán thịt heo trước, bán thịt heo bể lợn Bình Giang, Bình Dương xong rồi trốn về Biên Hòa. Bể nở luôn hả? Đó là năm mày ta ở 2008, 2008 là 9 gì luôn. Sau đời ông Trung Chiên với ông Minh Râu. Mà sau cái lần đó cưới xong là có em bé liền vậy luôn hả cưng? Dạ. Có trước mấy tháng. Có trước mấy tháng. Rồi sanh xong. Luôn. Trời mà vợ em xinh xắn vậy à, chắc có nhiều người mê lắm đúng không? Theo đợt quen đó, ở xóm mấy xã bên đến bảy đông lắm. Rồi em sao? Sao? Đó, thì gặp một số thằng quen thì kêu bạn nhỏ tao địa đó, tụi bay tốt nhất đi ăn đi, tụi nó bật đèn xanh cho tao, tụi bay đừng có ghé. Nó không nghe anh lì lắm. Lúc đó là ông cũng đã có máu mặt rồi đúng không? Dạ không, không thì chỉ nói là đừng có ghé tụi bay, bà con nhỏ là nó bật đèn xanh rồi. Sau cái đầu mình không nghe rồi, hẹn đợi cái ngày mà thường ở quê tối hay tụ tập thanh niên đỡ nhau á, đông đông 7-8 thằng có nó đấy, mình ngồi gần cái đó mình thân mặt tí xíu rồi bên kia tự động ra. Có nghĩa là em dẹp lọ bằng cách đó. Đúng. Dẹp lọ ở đây là nó bật đèn xanh với anh rồi. Chú đừng ghé. Đúng rồi. Nó theo nó tặng cho cái khăn làm biết con nhỏ này nằm trong bàn tay mình rồi. Tức là vợ em là đã theo một cái khăn tay để tặng cho em đúng không? Đó thì đâu cứ cầm theo gì là cái gì. Hôm nào mà đông nhất 7-8 người đông đông như là mấy thằng kia cũng quen á, theo đuổi ra. Có nghĩa là ngồi chồng nó mình thân mật trước mặt bên đó hay từ đó tụi đó. Là vậy đó. Chứ không hề gì hết. Nghĩa là chồng là được nhận quà của vợ. Vậy thì có bao giờ mà lúc đó là ông tặng bao nhiêu món quà cho em rồi? Ông này ông không có tiền đâu, ông quen con ơi, quen em không có tiền đâu. Nhưng mà không có cái gì tặng hết chứ đúng không? Em còn có được chiếc khăn tay. Không có tiền đâu, cái ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 á thì không mua lấy một cây bông tặng cho bạn gái luôn. Không tặng. Hôm đấy thằng quên tên thằng gì đó. Thằng người tặng nó mua cái bông hồng rồi tới tặng.
nó tặng xong nó về, lúc này ông đọc chuẩn bị về rồi, thằng kia nó tới, nó tặng cái bông hồng ghét quá nhận luôn. Ông đang là bước lên xe đạp, ông đi xe đạp xuống mà đạp xe đạp xong rồi ông tức quá, ông gác cái chân trống là ông ở lại luôn. Ông thấy con nhận bông của thằng kia có dằn mặt không? Có dằn mặt không? Dạ. Có dằn mặt em không? Tức tức thôi. Không làm được gì. Tức không làm được gì. Tại tại anh có quà đâu? Sao ngày hôm sau con để em để bình cái bông ở ngay chỗ cái bàn nó tức. Bông này xấu quá quất gì đó. Vậy à. Rồi ông dẫn người ta đi ao cá rồi đi cà phê bụi chuối này nọ được. Nhưng mà sau đó là cũng không có tặng quà luôn hả? Không. Nhưng mà không con em không có đòi hỏi. Em không có đòi hỏi. Đó. Rồi. Có nghĩa là lấy nhau về nè, có con thì cái lúc đó là chưa đứa nào có tiền hết rồi nuôi con chắc khổ lắm hả? Khổ. Nuôi con thì là tự mình nuôi hay là mình gửi ông bà nội ông bà ngoại? Thì lúc đấy mới cưới về thì bố đi làm xa, đi làm công trình xa. Đâu, lúc mới đầu xanh á là tự nuôi tại vì có thai trước gia đình hai bên không biết. Đi. Xong rồi thì con bé nó bị vàng da. Lúc đấy là không có tiền bán bông tai cái bé xong rồi bán cái tiền bé đi hết vô. Mấy cả nhà cưới. Chưa nhà cưới chưa. Xong rồi đi quá không còn tiền mới bắt đầu mới gọi bố mẹ. Sợ như quên mang tiếng cho bố mẹ này không giấu, đẻ giấu không dám nói. Đến lúc mà con vô bệnh viện thì không có tiền bán hết, bây giờ không đủ tiền nữa gọi cho bố mẹ. Xong bố mẹ lên xong rồi thôi là đi về. Rồi bé con về nhà ngoại. Thế là lúc đó gửi bà ngoại. Con cũng ở nhà, mình cũng ở nhà chăm luôn, em cũng ở nhà chăm luôn. Trong khoảng thời gian đó là mình không có làm một cái gì hả? Hay sao? Đi làm, có đi làm. Đi làm công trình gì đó. Nhưng mà lúc đó thu nhập thấp lắm hả mình? Thấp. Cái này là một thời gian sau là giống như bị được vài tháng à, mình ăn bị người ta tai nạn chứng rồi. Được khoảng mấy tháng á, lúc đấy đang ở trong 4-5 tháng á, xong rồi ông này bị dạng như là cũng ngoài ý muốn luôn, không được về nhé, tông người ta, tai nạn giao thông á, lại bị tai nạn nữa, tai nạn giao thông người ta chết, là mình bị tai nạn giao thông, dạ, ông mình người ta tông rồi em, người ta chết mất, người ta tông rồi mất, sống thì mình phục phần lại cho người ta, người ta nhà người ta cũng đàng hoàng, nó cũng không kiểu như là bắt nọ bắt kia, nhưng mà mình cũng phải phụ giúp cho gia đình người ta nữa. Mẹ em có bị gì không? Dạ không, không bị gì. Nhưng mà khoảng cái thời gian mà mới cưới đó, hai vợ chồng có cãi nhau không? Có những cái đụng chuyện rồi và thậm chí là ly thân đòi ly dị gì không? Lúc đầu là không. Nó như thế nào mình thường là cãi nhau về vấn đề gì? Hồi đấy ăn chơi không à? Ăn chơi. Nhậu nhạt chơi bời tứ đồ. Nhậu. Cho nên chính vì thế cũng đâu có tiền. Làm bao nhiêu là bao nhiêu tiền là em đổi được. Là được 10 đồng đi ăn chơi hết à? Nhiều lúc anh vui. Vợ mà cần tiền mua sữa gì cho con cái đầu này mượn bạn bè là bắt đầu làm trả sau. Trời. Hồi lúc đó thì em làm cái gì? Lúc đấy ôm con không chưa làm gì đâu thì nhờ ông thôi, nhờ ông này làm thôi rồi. Bao nhiêu không có tiền là không có là mượn bà ngoại. Rồi cãi nhau, vợ chồng cãi nhau nhiều không? Cãi nhau nhiều, hồi đấy ông còn thanh niên mình trẻ mà ham chơi lắm. Trường Vân nói hoài không nghe, đến lúc mà tức, nhiều lần tức lắm, muốn bế con về ngoại xong rồi thôi lại bế lên. Thế rồi sao, rồi có đứa thứ nhì thì sao? Có đứa nhì thì lúc đấy là bể lợ bên Bình Dương đấy, đi buôn bên Bình Dương là bể thì lợ bên Bình Dương là bể buôn bán thịt heo đấy. Xong rồi về, đúng rồi, mới về bán rau là có bữa thứ hai đấy. Khoan, cái lúc mà chuyển qua bán thịt heo ở Bình Dương á, là lúc đó là ảnh đã thức tỉnh chưa? Ảnh đã bỏ cờ bạc chưa? Chưa. Vẫn còn. Cái vụ đó xong rồi thì mới mới thức tỉnh đúng không? Hay em sao? Mới thức tỉnh khoảng tầm mới tầm 10 năm nay. 7-8 năm nay, 10 năm nay. Mà lý do gì mà em thức tỉnh? Một cái sự cố hay một cái lý do đúng gì là mà trận thua bạc cuối cùng, trận thua bạc đậm nhất à. Mà trận đeo để đánh thua nhiều nhất. Chị hồi suy nghĩ lại, thua bao nhiêu? Mấy trăm. Thì lúc đó là mình có phải bán nhà, bán cửa hay mình phải làm cách nào để có tiền trả không? Là để đâu có nhà, cửa đâu bán. Thế rồi em làm sao để trả hết cái món nợ đó? Trả dần thôi. Thì là cả chủ nợ nó cũng gia hạn cho mình, nó chấp nhận. Thế này em thu nhập tiếp người uy tín, các bạn gọi. Là lại bảo thôi bây giờ, sự cố như vậy là thôi giờ cái chốt này không có tiền lời nữa. Để cái tiền đấy, mà có tao làm ăn được trả, bây giờ đòi tao bỏ đi. Chứ không phải cách nào thì nó chấp nhận, thời gian sau em thay đổi em ấy bảo là trước giờ thời sinh viên mình thường nghĩ mình làm này làm kia, bây giờ mình muốn bán rau và đến ngày kiếm được mấy triệu em nha, mà em toàn đánh bài chơi hết à, không có dành. Cái đó bảo sao mình không làm cái điều mình suy nghĩ á, cái đầu đó thay đổi quyết định thay đổi bắt đầu cắm đầu vào làm, sau rồi tới lúc nổi tiếng luôn, mình hình nhìn lại nào mình thay đổi được 7-8 năm mà làm điều mình thích 7-8 năm rồi. Bây giờ là 10 phần, bây giờ bớt hẳn 9 phần luôn, còn có 1 phần thôi. Nhưng mà chị muốn hỏi Minh á, là cái thời điểm mà lúc mà Minh bán rau xong rồi đến cái thời dịch đó, nhớ không? Dạ. Thời dịch đó thì cái lý do gì mà Minh lại quyết định là kiểu mà giống như tặng rau cho những đó, người mà... Chứ chẳng phải chị ông Vân, em tặng rau là cách đây phải 10 năm rồi. Từ cái hôm trận thu bạc em thay đổi rồi. Phải 10 năm nay rồi. Còn cái này em nổi tiếng cái đấy là từ ngẫu nhiên là nổi tiếng chứ. Chứ, bạn, là, chứ em cho rau đại dân ở đấy là một tuần là bình quân 4-5 ngày, 5-6 ngày là bình thường. Mỗi ngày vài tạ, ngày là tôi nặng như đều là... Em nghĩ là lúc em bỏ cờ bạc, em bảo thay cái tiền mình đi đánh bạc rồi xong rồi không mua rau, mình làm điều mình thích. Thế là em thay đổi từ. Nhưng mà anh thắc mắc nha, anh xin lỗi, anh thắc mắc là em đang khó khăn, em đang mắc nợ. Vậy thì tại sao em không tranh thủ em bán để em kiếm lời, đúng rồi, mà em lại đi cho rau như vậy? Vậy thì cái nguồn lời nó từ đâu?
Và làm sao để em trả hết nợ? Em cân bằng được tài chính của em mà đợt đấy em đi, em quyết định em xác định em làm. Tại vì hồi đấy là bình quân mà em không ăn chơi á, một ngày em mất tính được vài triệu hàng như vậy. Còn em ăn chơi là nó sẽ bị âm. Sau thay vì em đi một ngày thì em bán được cơ sở chính và trên phụ và em giao cho một số mối á, thì em cứ nhấn được 10-30%. Dù ngày nay lời được 3 triệu thì nhấn ra 500-700 triệu thì đấy. Còn lấy ngày nay lời ít thì mình cứ nhấn ít, lời nhiều nhấn nhiều. Là mình cứ nhấn mình xác định mà thay vì mà khi mình đi ăn chơi thì kia tuần nào đi chơi mấy lần á, có lần thì 5-7 triệu, có lần 20-30 triệu thì ra. Là quyết định nhấn là cứ ngày vài trăm triệu hay là triệu hơn triệu, cứ nói chung trong phạm vi 10-30% thôi, chứ không được quá. Là mình dùng cái tiền để mình mua rau để mình đấy. Còn nếu mà lúc trước mình không đấy rồi mình đi ăn chơi thì cái tiền thì ăn chơi nó gấp 3 nhiều lần. Đúng rồi, người ta điều tiết được. Nhưng mà cái điều mà chị muốn hỏi ở đây á là như vậy nè, ví dụ như sau cái lần mà thua bạc cuối cùng đó thì biết là em thay đổi, nhưng mà nó phải là có một cái gì đó hết sức cụ thể để mà em tự nhiên em thay đổi một gần như là 180 độ. Thì cái đó là cái gì? Là hình ảnh của vợ mình hay là của con mình, hay là cái hình ảnh mà tức là hay là vì cái món tiền nó quá lớn để mà mình cảm thấy là mình làm tổn thương cho vợ con mình. Theo lẽ nếu như mình không ấy thì cái số tiền đó là vợ con mình được hưởng. Nó cũng nhiều, nó nhiều yếu tố đó. Mình nhìn vào thì nhiều lúc mình đi ăn chơi một lần ăn chơi có thể bằng vợ mình nó xài cả 1-2 năm mua đồ là bình thường. Con mình có thể uống sữa vài tháng hay là 5-5 là bình thường. Mình là mình phải suy nghĩ là mình hình dung lại những cái cuộc chơi vô bổ quá nhiều. Giờ phải thay đổi. Thay đổi từ từ, nó không thể thay đổi hẳn hết được. Bắt đầu cắm đầu vào làm để quên thời gian, thay vì mọi khi á là dành thời gian là mình đi đây đó, mình cắm đầu vào làm, bạn bè nó có rủ mình đâu, mình phải xác định là mình làm cái đó, mình thay đổi từ 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 cái nhỏ nhặt nhất. Rồi thay đổi từ từ, thay đổi một phát một thì nó cũng hơi khó, mà mình phải quyết định cơ. Mình quyết tâm mình làm thì mình mới thay đổi được, thì bắt đầu mới em cứ đi làm không, em cắm đầu em làm ghê lắm. Mua rau ăn triệu mình em cũng thực biết là mua chợ đầu mối mấy tạ rau em cho mấy tạ. Mua là khuôn lên khuôn xuống mà vất vả rồi, rồi bày hàng ra cho người ta đấy rồi sáng cắm đồ nào là khuyên đi chị đam mê hả. Nhưng mà lúc đó là trả hết nợ chưa? Chưa. Tức là chị có bao giờ mà em chứng kiến là con em á mà nó khát sữa mà mình không có tiền để mình mua sữa cho con không? Cái đấy là chỉ có lúc trước, cái lúc mà em chưa bán rau á. Đúng rồi, đó cái lúc mà em còn đánh bài rồi này kia nọ đó, là em có chứng kiến không? Có, chứ nhiều lúc vợ nên kêu bà hay nhà hết sữa cho con này cái đấy, em đi làm xa nhiều lúc đâu có tiền đâu, phải mượn tiền gửi về cho nó chứ con không có, nó phải mượn ngoài. Sau này em bảo là cái lúc bán rau này bắt được khoảng 10-12 năm làm được đấy, này kiếm được mấy triệu là khá lắm á. Mà đời mình đợt trước còn khổ vậy, mình bây giờ có tiền thì mình làm chơi vô bổ vậy đó. Đâu thay đổi suy nghĩ lại. Cũng nhờ cái lần thua bạc cuối cùng là cũng là lần thay đổi rất nhiều. Nhưng mà cái ý tưởng là cho rau á, với lại là cái việc mà kinh doanh rau á, là do là sau này em mới nghĩ tới hay là trước đó là em đã có ý định từ trong đầu của mình là cho rau hay là kinh doanh rau hay kinh doanh rau và cho rau luôn. Cái thời sinh viên em từng thiếu thốn, từng lấy rau cũ để ăn với bạn, thì bảo mai mốt anh em mình ra trường mà đi làm có tiền á, đâu đâu cũng mua rau cho mấy thằng là sinh viên xa nhà như em mình rồi ha. Bạn kêu mày ăn nhậu suốt làm gì ấy, thì vẫn cười vậy thôi. Sau này mình nghĩ đúng mà làm ăn được thì mình nghĩ là tại sao mình không làm điều đó à. Còn cái bén duyên ấy, nghề bán rau này là thất bại ở trên Bình Dương bán heo á, là bể nợ về Biên Hòa không còn có đường nào để đi nữa rồi. Thằng bạn của em mà dì An nó kêu bán rau đi, là vốn ít mà mày phải chịu khó đi lòng vòng bán, hay là em đi khởi nghiệp bằng cái xe lôi đầu tiên nó cho nó bán thiếu mà sao nó tặng luôn, rồi đâu còn vốn đâu. Có nghĩa là bán dạo lòng vòng vòng sau cái bán rau là mình có thể lấy công làm lời, đúng. Cái vốn ít phải chiên năm đầu tiên em chưa có khách ở cửa hàng ấy, là vợ bán ở cửa hàng em đi bán khách các hẻm ra hẻm công ty tăng ca 7-8 giờ tối em ra bán 20-30 ngàn em bán rồi. Đúng rồi, cái xe lôi đó là cái vốn mà vốn lớn nhất là bạn cho rồi đó, nên là chiếc xe đó giờ còn không? Xe đó không ăn thua. Thôi giờ viên mãn rồi, viên mãn rồi, chỉ có chương 2 đi. Anh khá là bất ngờ với câu chuyện của mình đó. Không, em danh chuồn lắm. Nhưng mà bây giờ thì, không bây giờ mình tới luôn cái vụ kia đúng thì rồi, chị mới nói chuyện qua chương 2 đó. Chương 2, bà chồng có xe bà ông Son nhiều đúng không? Dạ. Cái chương 2 là cái chương mà nói chung ai cũng thích đúng không? Mà nhất là mấy bà vợ, đó. Thôi giờ em đó. Chồng ấy, đúng rồi. Bây giờ là đã thay đổi rồi. Đó, bây giờ đã cải tạo nguyên chánh rồi. Đó, bây giờ mày có nhưng mà còn sót lại cái gì không? Sót lại cái gì không? Em sẵn đây em kể ra rồi. Xong rồi đó cái em mong ước ảnh thay đổi cho nó hết luôn những cái đó. Chứ giờ tôi nghĩ ông này chắc thay đổi ra không còn gì đâu. Thay đổi thì cũng thay đổi rồi, nhưng mà nhiều lúc nóng hay nói chuyện với vợ không được như mình nghĩ, như cọc càng nhắn cọc càng không được, dạng như là không được mềm nhẹ nhẹ. Hay nạt nộ vợ đúng không? Nhưng mà lúc đấy là em mà nóng thì em cũng bực lắm. Cũng không thua đâu. Nhưng mà đó giờ ông cũng nghiện, nhưng mà ông dùng những từ ngữ khó nghe làm tổn thương thôi. Nhưng mà đó giờ là có mạnh tay mạnh chân với vợ không? Không, mười mấy năm này có 1-2 lần. Không đánh vợ, thương vợ lắm. Thương vợ lắm. Thôi gì lúc đó. Không phải thương đâu mà chọi nó cái chén nó cho cái nồi vào đầu rồi sao dám. Tức là mình hy sinh cái chén rồi nói là quất nguyên cái nồi. Cái lời đó. Ủa rồi, ôi, gặp tấm lưng là đúng đối thủ cao tay hơn mình rồi. Thầy con trai nó kêu chứ bố mà chọi mẹ trái cà chua nào mẹ cho ăn nguyên trái bí đỏ. Đấy, bí đỏ, không bị lại sầu riêng thì có mà chết luôn. Mà mấy đứa con nít là nó nói là bao giờ cũng chính xác. Nít nó biết nó quá sự thật. Mà ngày hè nó nóng lắm, nóng với chồng á. Không, anh đang nói về cái tật xấu của ổng nha. Bây giờ là ảnh
ảnh nóng tính lên là ảnh hay nói những cái lời tổn thương đúng không? Với em. Yeah. Rồi còn nhậu nhẹt hay còn mê gái hay là cái gì không kể luôn. Kể đi. Không, mê gái thì vẫn mê đấy, ai đẹp đi ngang qua gái đẹp vẫn mê nhìn đấy. Còn thế bây giờ nhá, đây bây giờ hỏi này, cái bánh rau thì thường toàn lữ đi mua rau thôi. Thế rồi sao? Không còn. Gặp cái cô nữ mà đẹp đẹp á thì anh ấy như thế nào? Không, vẫn tán hả? Tán như thường nhưng mà em vẫn bình thường vô tư. Tán thoải mái. Tán với cô đi mua rau đấy. Đúng rồi. Thế mà em còn để yên được á. Nhiều cô còn khèo khèo nữa cơ. Nhiều cô còn khèo khèo nữa cơ. Ừ. Em đừng có bị hộ, em cứ vớ va vớ vẩn. Những cái chuyện như này là phải triệt nọc ngay chứ em bị vớ va vớ vẩn. Khi cho trêu cho vui thôi chứ, cho bụng có gì không Minh? Không biết anh hên xui. Thấy thấy chưa? Đấy. Nghe là gặp mấy cô hot girl nữa, đi mua rau là cho một bó tặng một bó đúng không? Chết dở đi. Gặp mấy em đẹp đẹp hỏi đẹp tiền. Đẹp, hỏi tiền mà tán. Hỏi em có chồng chưa? Còn nhiều chị lớn tuổi em rồi bảo em có chồng này, em bao nhiêu tuổi em có chồng chưa? Sao em nhìn ngon với. Ủa rồi em là ngon luôn ý. Ủa rồi cho vào nồi luộc rau, luộc chung với rau. Thế mà giờ rồi sao em để yên được hả? Em không ghen không, à? Không ghen vấn đề đấy. Em không ghen luôn. Có ghen nhưng mà ghen với trường hợp như thế nào thôi. Không. Có bắt gặp lần nào không? Dạ. Có bắt gặp lần nào không? Không. Ví dụ như cái này là tán tỉnh thôi. Cái này là tán tỉnh cho vui thôi đúng không? Thôi không sao. Còn đi hát hay đi nhậu nhà hát ok thì cũng có. Cũng 2-3 lần nữa tới thì cứ mỗi thằng một em. Có lần con vô em vô em tức quá em tát cho một tát. Tát ai? Ủa rồi ôi. Bánh tải karaoke luôn hả? Không, hát ok rồi em sang ngồi rót bia á. Nhưng mà vợ thì không thèm bắt máy, vợ tức quá, vợ tới nơi luôn. Tới cái chỗ hát ok luôn, thấy là đang hát hò. Thấy có em bên cạnh nó tức, mở phòng ra là vô tát, mua tát xong rồi về. Ông coi như lặng thinh luôn. Nặng ơi, ông đứng hình luôn. Làm gì? Ơi. Thế em phản ứng không kịp đúng không? Lúc đó là coi như tự nhiên mình bị hết nhanh nhạy cái vụ mà phản ứng nhanh luôn á. Tao thấy đó đấy, em đi đâu đi hát ok mấy bạn thường gọi mấy em vô bấm bài với này, hát uống bia chung á. Vô giờ làm cái trang choáng váng luôn, cầm cái ly bia này. Lại em đứng hình đó đúng không? Thế uống hết ly bia cho nó đỡ quê. Tao nhục đến giờ chạy về hết luôn rồi mai lấy tiền bôi sao anh mình ơi. Mà từ đó mình sao chắc khỏi dám đi. Mấy bé kia là đi về hết, lặng lặng đi về hết á. Trời ơi, rồi tối về có gây lộn không? Ừ, tối hôm đó có gây lộn không? Có tớt nhưng mà con biết ông xìn rồi thôi, ngày sau con mới chửi. Ngày sau con mới chửi. Chửi nhưng mà nghe. Vợ chửi nhưng mà nghe. Rồi vậy thôi gì, vậy có mấy cái tập vớ va vớ vẩn đấy thôi đúng không? Thế rồi sao? Rồi giờ mong chồng thay đổi cái gì nhất? Thì em mong chồng là nói chung là nói nhỏ nhẹ với vợ tí. Em gọi là lãng mạn với vợ tí. Ông không nắng mạng đâu. Trước giờ là không có tặng hoa, không có tặng quà gì. Có đâu đâu thôi, gọi là khi nào hứng thôi. Chứ không có lãng mạn đâu. Như con thì con cũng thích chứ, phụ nữ thích chứ. Nhưng mà mình không nói ra thôi. Trời ơi, tự nhiên á, tự nhiên ngày nào đó mà Minh á, mình suy nghĩ cái cách mà thay vì á, cái ấy mà cái giỏ hoa đó, cái giỏ hoa đó Minh. Mà thay vì bây giờ á, người ta làm giỏ hoa, mình làm cái giỏ rau đi Minh. Giỏ rau củ. Rau củ nhiều khi á hả, nó tiện lợi lắm em. Tặng mấy bà vợ đó mà tôi nấu nướng ăn được luôn á. Chị là chị thích, nếu mà giữ cái hoa với cái rau chị sẽ nhận cái giỏ rau. Tại cái hoa mà đâu ăn được đâu, không có làm được gì luôn. Mà rõ ràng mình làm đẹp lên cái. Thế là cái giỏ đầu tiên em làm em tặng bà vợ em trước đi, cho bà gọi là bà kiểm định trước á. Em biết đâu chừng nó hot là sao mình hot đó mình. Là chị nói là thiệt. Ông phải qua đây, ông qua phải trả tiền bản quyền cho chị một tôi nha. Làm gương mặt đại diện cái giỏ rau củ mà tặng. Ô hết đó nghe. Được chưa, con này cái bông lờ bên này, này ớt bên này, ớt này kia cắm tặng mà tặng cho gái mua rau chứ chưa tặng. Thì bây giờ mình kinh doanh luôn nhưng mà mình tặng vợ mình đầu tiên. Thiệt mà. Theo biết đâu là hot trend là sao? Gọi là gì đó, một concept về các loại rau củ. Các loại rau, các loại làm cho đẹp đẹp phải không? Nhưng mà nó sẽ theo như vậy nè, theo ngày. Ví dụ như là nó theo cái chất đó mình. Ví dụ như là cái rau này là bổ sắc nè, rồi bổ não nè, bổ gì đó, nó theo một concept như vậy, nghiên cứu. Ví dụ vậy đó, là một tuần lễ 7 loại rau như vậy, mỗi ngày một loại đó mình. Không cần thêm đứa nữa đó. Cái giỏ đầu tiên mình tặng vợ nha. Thử nha. Vợ kiểm định nha. Rồi. Ok, bây giờ đó, bây giờ mong muốn vợ. Mong muốn của vợ là chồng đừng có nói những cái lời nặng lời nữa. Nên có một chút lãng mạn nha. Rồi, bây giờ tới mình đó. Sao? À em hả? Vợ có tật xấu gì không? Vợ thì... chứ nó chỉ nóng tính thôi, chứ tật xấu rồi đó. Hàng xóm người ta mua rau để người ta ai gặp em người ta cũng khen bà vợ mày hiền, dạy mày có phước. Mà mấy bà đã gặp lúc tôi với nó cãi nhau rồi mấy bà biết nó hiền. Nó hiền với mấy bà chứ hiền tôi. Sao bí đỏ của tôi thì sao mấy bà biết được rồi. Đúng không? Thôi vợ thì đấy, nó cũng nóng tính thôi chứ cũng muốn nó dục thêm thì nâu nâu thì thí dụ lúc ăn mà đỡ nóng thì nhịn đi đừng có nóng lúc đấy nó mất hay. Có nghĩa là giận lên, nóng tính lên là không có kiềm chế. Đúng không? Bên này không kiềm chế là ăn tiếng nói. Ngược lại bên này là không kiềm chế được, coi như là tất cả mọi vật thể có thể bay. Là quăng đồ hả? Có quăng đồ đập đồ không? Cũng có chị. Nóng cũng có, cũng chửi. Thậm chí là tác động vật lý luôn. Không. Thì đúng rồi, cái vụ karaoke là tác động vật lý còn gì nữa. Một phát mà coi như thế mà cũng chối. Nghe cái chát mà rồi. Nín ép âm thanh phòng luôn.
một phát thằng thằng tay lúc đó mình bé kia nó bỏ chạy chạy hết rồi nó chạy hôm sau lấy tiền bo sao ừ, đi em đi nghe về đi hôm sau lấy tiền bo nhé sao chứ rồi em mong muốn vợ thay đổi gì thì mà khi mà lâu lâu mà nói chung trong cuộc sống ai cũng phải có lúc sai lầm hay là nỡ là kia ăn nó nóng thì nhận đi lúc lúc ăn hết nóng thì nói mày biết được chứ đừng trước mặt em bút mọi người nói là kia nó hay đó chồng nói là vợ giữ thể diện cho chồng đừng có trước mặt mọi người á mà lại cứ nói như thế thì nhiều khi nó rất hay đúng không hay lần sau đừng tát chồng nữa nhá thế nhưng mà ngược lại thì thôi chồng cũng đừng có em ơi vợ thế này rồi mà lại còn tán tỉnh đi karaoke với lại phụ nữ khác thì cứ mở đâu lâu lâu mấy năm trước lâu đi bung lụa đi chơi ấy, thì Hoàng Anh mấy thằng này đi chơi thì bung lụa mỗi thằng vài trăm gọi hát karaoke xả chép em thì ngồi bấm bài em ngồi rót bia nói chuyện còn mấy thằng được ngồi với nhau không thì nó buồn không là phải đi gia đình có người này người kia mới vui còn tự nhiên mấy thằng và hôm nay tao mới cãi nhau với vợ chán quá gặp mày gặp toàn mấy thằng cãi nhau với vợ mấy thằng thua bài đi nó hồi xưa là chưa thay đổi là mới được không đi chơi đi gặp hoài đến bài mà mấy năm nay thì năm bảy tháng năm hai năm đi lại nhưng mà mình thay đổi được 8 năm rồi đúng không? 8 năm đến 10 năm gì đấy. 8 đến 10 năm rồi. Bây giờ là gần như là hoàn thiện rồi đó. Đã thế lại mà, anh ấy lại xuống tóc nữa rồi. Bây giờ khi nào xuống râu là coi như là ngon luôn đấy. Đâu em mới cạo rồi. Thôi, râu không có xuống tại vì đã là cái nickname Minh Râu rồi, đúng không? Bây giờ xuống râu cái thành là Minh không còn râu. Đâu cứ vài tháng em cạo chọc đi cạo râu đi nần. Là tu hành đấy, có nghĩa là anh tu luôn đó. Chị thấy. Đâu lâu cái râu nó bạc nhiều quá cạo trụi hết đi. Nó kỳ lắm. Minh phải để em râu thì mới đẹp. Phải để em râu mới đẹp. Không nhưng mà chị thấy vậy nè. Minh nó là nay là Minh nhiêu tuổi rồi ta? Dạ em năm nay 40 tuổi. Đấy 40 tuổi là Minh ăn chơi cũng nhiều lắm rồi đó. Dạ. Cái thời gian mà Minh ăn chơi là tương đối là nhiều đó đúng không? Dạ, tại vì mới có thay đổi có 8 năm thôi. Dạ. Là coi như là cứ cho là 10 tuổi rồi ăn chơi đi thì ăn chơi hết 20 năm rồi. Đâu khoảng tầm lớp 7 là bắt đầu ăn chơi rồi. Đấy thì tôi đoán có đúng không? Chứ khoảng mười mấy là chú ăn chơi rồi. Dạ. Đấy đủ rồi. Bây giờ là giữ gìn sức khỏe còn lại nhiêu vốn liếng để lại cho vợ. Đúng không? Chứ để đến khoảng 4-5 năm nữa thì lại bảo trên bảo dưới không nghe thì vợ nó khổ tội nghiệp nó. Đấy giữ gìn sức khỏe. Xong rồi á là em nghĩ là cái vụ mà kinh doanh thêm nữa đã có nước rửa xả giặt xả Minh Râu rồi bây giờ lại thêm rau củ quả Minh Râu mà theo diện gọi là quà tặng. Designer á quà tặng đó gift ví dụ vậy gift đúng không gift Minh Râu đó. Rồi á là em làm thêm cái vụ mà giúp cho người nghèo á cái đó vụ mình. Đó chị thấy quá hay luôn á thì quá hay luôn. Trong thâm tâm hai vợ chồng mình thích làm điều đấy mà thì cái dự án này là cái tức là thường vợ chồng vẫn dính phần trăm bán tiền bán rau bán dính ra đó thì anh dính ra cái bé sau là bé gái hay bé trai bé sau nữa là bé gái tức là mấy đứa rồi con em được ba đứa rồi thôi thấy đủ rồi đủ nếp đủ tẻ rồi bây giờ là còn lại thời gian là vợ chồng dành cho nhau đi chơi đi hưởng thụ đó rồi làm công việc thiện đó xong rồi kêu các con nó phụ mình á để cho nó thiện lành từ lúc trẻ đúng luôn rồi, ha đó dạ. Là tuyệt vời luôn đấy con thích em thích như vậy đó cũng bảo là chuẩn bị đến 1/6 này vì thế nghe con mẹ cho tiền con tiết kiệm lại rồi mình mẹ dẫn con đi đến cô nhi viện á con đi thăm các bé á mình chỉ nói con cho mẹ cho ngày cho 50 thì con tiết kiệm đi con ăn cái gì mình con tiết kiệm đi con mua hành quà đấy cho em em cũng bảo mấy đứa nhà em vậy. Mình không thật ra đi. Đó là cái điều rất tốt. Dạ đúng rồi. Mà nhân đây thì cũng thấy cặp là cặp này còn thiếu cái gì nữa nè. Cặp này còn thiếu cái gì nữa nè. Thiếu cái sự bày tỏ tình cảm với nhau. Wow. Đó. Từ phía chồng chứ. Đúng rồi. Thật lãng ra như thế này chưa lãng mạn, đúng đó. Không? Chúc mừng em vì có được một người chồng. Đó thật sự rất là tuyệt vời. Đó đã được hàng độc thay đổi. Hàng độc thay đổi. Và ngày hôm nay là một người đang làm rất nhiều điều tốt cho bà con, cho những người khó khăn và cũng chúc mừng Minh Râu luôn có một người vợ mà thật sự mà nói là đẹp từ bên ngoài lẫn bên trong luôn đó. Đúng rồi đó chị hơi cái nóng tiếng đi dạ, nhá. Thôi thì bớt nóng đi nhá thôi thì biểu thể hiện cho chồng nhá thôi thì nãy vợ có mong muốn là Minh có một cái lời gì đó ngọt ngào nói ngọt ngào ngọt ngào với vợ đó cái ước mơ của vợ đó đây là một cái kỷ niệm thì anh mong rằng là cái hình ảnh đó nó sẽ thực hiện ở bạn ở đây được không và lưu lại luôn đó sau đó. Này nó nhỏ nó lớn lên nó là nó coi được đó đúng không anh nó thể hiện tình cảm rồi đúng đứng lên rồi đi. Một lời nói gì hết sức là lãng mạn phải nói trong vòng 2 phút chắc cũng chưa từ từ rồi cũng 17 năm nay hôm nay em mới mặc đại áo cưới lần thứ hai hôm nay anh mình không gọi như là để nhớ lại ngày đầu tiên mặc áo cưới và nay vợ chồng mình gọi như là cố gắng vì nhau mà thay đổi xíu để nhìn nhau đi nhìn vợ đi em nhìn vợ đi vợ có muốn nói gì vợ với chồng bày tỏ đi chứ, vợ rất là xúc động em nên nói con cảm ơn chồng đã thay đổi vì vợ cô đã cố gắng hy sinh cho vợ với con cố gắng làm rồi hai vợ chồng mình cùng chia sẻ cho nhau rồi lo cho các con rồi cùng có chí hướng là giúp ích cho xã hội nó giúp người này người kia và cũng cảm ơn chồng là luôn luôn yêu thương em nói chung là biết lo cho vợ con lúc mà đói khổ cũng biết suy nghĩ cho vợ con vợ có yêu chồng không
Không, mình nói đi, vợ yêu chồng. Trời ơi, tụi nó không có hôn môi, tao ghét quá, dễ thương. Không phải lột giày quánh ý, anh Bin chảy nước mắt kìa. Yeah, trời ơi. À, thật ra là mình rất là ủng hộ bạn trong những cái việc làm cho xã hội, thấy không? Và bây giờ mình được biết được cái câu chuyện của mình lại rất là xúc động với một cái sự, với một cái tình cảm của hai bạn. Cho nên là nó xúc động lay. Thì chỉ mong là hai vợ chồng sẽ ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn nữa, và sẽ làm thật nhiều, giúp đỡ cho bà con thật nhiều hơn nữa. Để mà cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Cảm ơn hai bạn nhiều nha.